Hello, xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Issey Miyake, đó là chai nước hoa Le Dixie Pour Homme. Chai nước hoa được ra mắt vào năm 1994, cũng khá lâu rồi. Và cũng giống như đa phần những cái chai nước hoa của cái thập niên 90 là thành phần mùi hương của nó rất là nhiều mùi nốt hương. Ví dụ như hương đầu của nó là có ngò thơm này, cây bách này, quả quýt hồng này, cam vân vân. Hương giữa là nhục đậu khấu, quế, hoa phong lữ, nghệ tây, hoa sen. Hương cuối là có cỏ hương bài, xạ hương, gỗ, hổ phách, cây thuốc lá. Đó, rất là nhiều mùi hương. Trước khi để nói về những cái cảm nhận của mình, mùi hương của cái chai này, thì đây là cái chai nước hoa mà cái giá tiền của nó không nói hết, nó không nói hết lên được cái hương thơm của nó. Bởi vì giá chai nước hoa này trên thị trường 125ml thì nó sẽ rơi dao động khoảng tầm từ 1 triệu cho đến 1 triệu 2. Nói chung là rẻ, không quá đắt. Nhưng mùi hương của nó thì hoàn toàn ngược lại. Đây là một cái mùi hương mùa hè có thể nói là tuyệt vời, rất ok, rất chất lượng. Khi mở đầu mùi hương của cái chai này khi mà mình mới xịt ấy, mình cảm nhận đó là cái nốt hương cam tươi mát và khá là định mũi. Cái nốt tươi mát này nó không gắt, nó không hăng nồng mà nó lại khá là ngọt. Nó gây cho mình một cái cảm giác nó giống như kiểu là một cái quả cam chín mọng vậy. Và đây cũng là một cái điểm mà mình khá là thích của mùi hương của cái chai này. Từ đầu cho tới cái nốt cuối, cái nốt thơm ngọt nhẹ nhàng này nó rất là dai dẳng, nó bám từ đầu cho tới cuối luôn. Và nó không hề có cái sự là chìm xuống hoặc là nổi trội lên, không dữ dội và cũng không yếu, mà nó luôn bám, nó giống như kiểu nó bám chắc chắc luôn vào da mình vậy. Đó, đấy là cái mình cảm nhận, cái mình thích ở cái mùi hương này. Thì sau khoảng tầm 15 phút mình cảm nhận thấy nó có một cái nốt mùi mà nó giống như kiểu mùi hương hoa cỏ vậy. Bởi vì cái nốt hương của nó có rất là nhiều thành phần, cho nên là thực sự là để mình cảm nhận, mình không thể cảm nhận được hết. Mình chỉ cảm nhận thấy được một vài nốt mà mình cảm thấy thân quen thôi. Mà đây đó là hương đậu khấu và gỗ. Đó là hai cái nốt mùi mà mình cảm thấy là rõ rệt đối với cái cảm nhận của mình. Sau đó đọng lại là một cái mùi hương nhẹ nhàng, ngọt nhẹ nhàng, có một chút hơi hăng nồng một chút xíu thôi của gỗ. Đó là một cái mùi hương nhẹ nhàng định mũi. Nó không kiểu ngọt giống như kiểu là Chanel Alum Sport, nó không kiểu tươi mát như là Acqua di Gio, nhưng mình lại thích cái mùi này hơn là hai chai đó nếu như để so sánh. Bởi vì thật ra chai này là mình cũng mới mua thôi, nhưng mà thực sự là đến bây giờ thì mình nghĩ là mình thích chai này, mùi hương của chai này hơn là hai chai Acqua di Gio và Chanel Alum Sport. Đó là hai cái chai nước hoa mà mọi người rất hay dùng trong mùa hè. Chai này mình thấy khá là hợp để dùng để đi đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi hẹn hò thì nó mình nghĩ là không hợp cho lắm. Bởi vì mùi hương này nó mang một cái gì đó nó hơi giản dị, nói thế nào nhỉ, nó hơi điềm đạm và giản dị. Nó không có một cái gì đó nó sexy hoặc là playboy, cho nên nếu như để đi hẹn hò thì mình nghĩ là không hợp. Nhưng nếu để đi chơi, đi làm và đi học thì chai này rất là ok, dùng trong mùa hè rất là hợp. Chai này thì thời tiết thì chắc chắn rồi, mình thấy hợp lý nhất là dùng vào mùa xuân và mùa hè. Mùa xuân và mùa hè là nó sẽ phát huy được hết công lực của cái chai này. Còn mùa lạnh thì không nên dùng cái chai này, bởi vì cái tính chất mùi hương này nếu như mà các bạn dùng vào mùa lạnh ấy thì sẽ rất là khó để các bạn có thể cảm nhận được mùi hương của cái chai này. Về độ bám tỏa thì chai này có độ lưu hương cũng khá là tốt, từ 7 đến 12 tiếng và độ tỏa hương trong vòng một cánh tay, không quá là gây phản cảm đối với mọi người. Để đánh giá chai nước hoa này thì mình thấy đây là một cái chai nước hoa rất là ok để dùng cho mùa hè. Và đây là thêm một sự lựa chọn cho các bạn nếu như bạn nào còn nhất là các bạn nào mà trên 25 tuổi, các bạn đang cần thêm một cái mùi hương đa dụng, không gây phản cảm và bám mùi tốt để dùng cho mùa hè, thì Le Dixie Pour Homme này cũng là một sự lựa chọn khá là tốt cho các bạn.
Trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa Verdy Sapphire Home. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.